Dạ con xin chào tất cả cô chú anh chị đang theo dõi video bán online của con ngày hôm nay. Hôm nay thì con có một ít hàng thôi. Ngày 17 tháng 11 thì hàng của con là cây ta ly lị đỏ và cây giả hạt di lên xuân thắt khói hàng đợi xuân size lớn. Cây đã nù như thế này rồi. Nù như ngón trỏ. Con bán cái cây này thì giá nó là 50.000 một cây. Cái giá nó là 50.000 một cây. Cô chú anh chị mua 10 cây con tặng một cây và con sẽ bao ship luôn cho cô chú anh chị. Và số lượng thì con không còn bao nhiêu hết, chắc cũng còn tầm khoảng 100 cây. Nếu mà lựa ra để gửi thì con cũng hết hàng rồi. Thì cô chú anh chị cần sưu tầm loại này thì có thể alo cho con gửi hàng. Và hàng thì cũng từ Bác Dũng thì nó rất là chuẩn hàng, 50.000 một cây, 10 cây, tặng một cây bao ship thân nù.